Một cặp vợ chồng ở Ostrava đã bị một kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng xúi giục bỏ hàng trăm nghìn đô vào cây ATM Bitcoin. May mắn, một người qua đường tinh ý đã giúp cặp vợ chồng không bị mất một phần tiền tiết kiệm. Cặp đôi đã mất 46.000 đô, trong khi ban đầu họ muốn bỏ hơn 300.000 đô vào chiếc máy này. Ông Jan Masacek nhận thấy tình huống đáng ngờ tại ATM Bitcoin chỉ một ngày sau khi ông thấy báo cáo về một vụ lừa đảo ngân hàng khác trên Facebook. Có một người đàn ông và một người phụ nữ khoảng 55 tuổi. Người đàn ông đào áp điện thoại vào tai nghe và nghe theo hướng dẫn của một người nào đó qua điện thoại trong suốt khoảng thời gian đó. Vào thời điểm này, cặp vợ chồng đã gửi 46.000 krone vào cây ATM Bitcoin. Sau đó, ông Masacek đã ngăn cản cặp vợ chồng tiếp tục gửi tiền và dẫn họ đến chi nhánh ngân hàng của họ để báo cảnh sát. Kẻ lừa đảo đã dùng cách nào đó lấy được căn cước công dân của nạn nhân và nói với họ rằng một người nào đó đang cố gắng vay tiền bằng giấy tờ tùy thân của nạn nhân và khuyên nạn nhân phải bảo vệ chính tiền của mình. Những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn cặp vợ chồng đến ngân hàng rút hết số tiền trong đó ra rồi bỏ vào một cây ATM Bitcoin để an toàn hơn. Tiền ảo có thể sử dụng trong ví điện tử thông qua ứng dụng điện thoại hoặc mã QR code. Trong mạng lưới Bitcoin, người dùng có thể theo dõi ví điện tử nhưng không biết được số tiền trong đó là của ai hoặc lấy từ ai. Đây cũng chính là lợi thế của người sử dụng tiền ảo vì nó không liên kết với danh tính của họ. Khi một người nào đó nói rằng đó là một khoản đầu tư sinh lời và cần phải đưa tiền vào Bitcoin càng nhiều càng tốt, thì cần phải nghi ngờ tại sao một người không quen biết lại muốn mang cho mình nhiều tiền như vậy. Cảnh sát hiện đang giải quyết vấn đề lừa đảo ở Ostrava nếu thủ phạm bị bắt và kết tội lừa đảo có thể bị án 5 năm tù. Thank you.